chúng nhân Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bài này cũng học tiếp thêm phần tứ diệu đế, bài pháp chuyển pháp luân mà Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên tại vườn Ngọc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Dư. Khổ đế có bốn cái sự thật, ở thế gian chỉ có bốn sự thật không bao giờ có thể thay đổi được, đó là khổ. Cái chân lý về khổ gọi là khổ đế. Chân lý thứ hai là tập đế, tức là các cái nhân sinh ra khổ. Chân lý thứ ba là diệt đế, tức là cái sự giải thoát niết bàn. Và cái chân lý thứ tư là đạo đế, là cái con đường để đi đến niết bàn. Thì đạo đế là con đường đi đến niết bàn này là quan trọng nhất, là cái pháp môn mà cần phải thực hành, cần phải tu tập. Khổ thì cần phải biết. Chúng sinh ở trên thế gian này thì có những người biết trong đời là khổ, có người thì lại chạy theo những cái lực là cái vui ở thế gian, tại vì không biết được rằng là ở thế gian là khổ, nên là cái khổ cần phải biết. Và cái tập đế thì cần phải đoạn trừ, vì những cái phiền não tham sân si là những cái có thể đoạn trừ được chứ không phải là không thể đoạn trừ được. Cho nên Đức Phật nói rằng là tập cần phải đoạn, diệt cần phải chứng, tức là niết bàn là cái có thể chứng đạt được chứ không phải là không thể chứng đắc được. Cho nên là có cái cần phải chứng, đó là niết bàn cần phải chứng. Và muốn chứng đắc niết bàn thì đạo đế cần phải tu, tức là cần phải tu tập theo bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì có chánh tri kiến, hiểu đúng sự thật, chánh tư duy, suy nghĩ đúng sự thật, chánh ngữ là nói đúng với sự thật, chánh nghiệp là những cái hành động chân chánh. Còn hôm nay là học đến bài chánh mạng, là nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng, hôm nay là đến cái phần nuôi mạng. Bây giờ xem lại cái phần chuyển pháp luân, Đức Phật đã chuyển pháp luân. Đây có nghĩa là mạng sống chân chánh. Ở đây muốn nói đến cái sự nuôi mạng,
Tức là khi mà chúng sinh mà sinh ra trên đời thì cần phải có cái sự nuôi mạng chúng sinh, có sự có thể tồn tại được là nhờ có vật thực. Một cái pháp đầu tiên đó là tất cả chúng sinh tồn tại được nhờ vật thực, tức là nhờ có vật thực thì mới có thể duy trì được cái mạng sống. Mạng thì có vật thực thì nó có bốn loại: đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Những cái vật thực mà mình ăn hàng ngày nó là đoàn thực, mình dùng tay để mình bóc cái thức ăn này cho vào trong miệng. Và cái sự nuôi mạng có thể nó là chánh mạng, có thể là tà mạng. Cũng vì cái sự nuôi mạng mà có những chúng sinh tạo ra rất nhiều những cái ác nghiệp ở thế gian này. Nên là vì cái sự nuôi dưỡng cái thọ mạng của mình, vì cái cuộc sống của mình có thể tạo ra rất nhiều ác nghiệp, như là mình có thể tàn sát những cái mạng sống khác, mình lấy cái mạng sống khác để nuôi dưỡng cái mạng sống của mình. Mình có thể đi lấy trộm của người khác để mình nuôi dưỡng cái mạng sống của mình. Mình có thể lừa dối người khác, cướp đoạt tài sản của người khác để nuôi dưỡng cái mạng sống của mình. Thì có nhiều cái, hoặc là mình có thể làm những cái nghề gian dối để mình lấy cái lợi nhuận để muốn nuôi sống cái mạng sống của mình. Và tất cả những cái điều sai trái, những cái bất thiện nghiệp nó đều là tà mạng. Và cái con đường đi đến Niết Bàn, mình muốn thành tựu được cái pháp giải thoát thì mình cũng cần phải có cái đời sống nuôi mạng chân chính, đó là từ bỏ tất cả những cái tà mạng và mình sống bằng cái chánh mạng, nuôi cái mạng của mình một cách chân chánh. Đấy cũng là một cái pháp cần phải tu tập để muốn hiểu thế nào là chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa là nuôi mạng chân chánh. Và nuôi mạng có ý nghĩa như thế nào? Đây là cái sự nuôi mạng. Nuôi mạng ở đây không có nghĩa là chỉ có cái thức ăn, mà nó bao gồm bốn cái vật dụng hàng ngày. Bốn cái vật dụng này là để mình có tồn tại được nhờ bốn cái vật dụng, mà hàng ngày mình không có thiếu được bốn cái vật dụng này. Nó là phải có chỗ ở, sống mình phải có chỗ ở, phải có thức ăn, phải có y phục để mặc, mà phải có dược phẩm để trị bệnh. Đấy là bốn cái vật thực, bốn cái vật dụng hàng ngày để nuôi mạng. Những thứ đó có được bằng cái sự làm ăn lương thiện của chính mình, chứ không phải bằng sự bất thiện mà có. Tất cả bốn cái chứ không phải là chỉ một cái nuôi mạng bao gồm bốn thứ. Thì mọi người đều thế cả, người tại gia hay người xuất gia cũng đều sử dụng bốn cái vật dụng này trong cuộc sống. Và những cái vật dụng đấy mình có được bằng cái sự lương thiện, bằng cái thiện tâm của mình, bằng cái hành động thiện của mình, để mình tạo ra bốn cái vật dụng này để sử dụng thì đó là chánh mạng. Còn nếu mình tạo ra bốn cái vật dụng này bằng những cái hành động bất thiện để mình sử dụng những cái vật dụng đấy thì nó thuộc về tà mạng. Như thế nào là có được những vật dụng chân chính, để mình nói chi tiết hơn về những cái vật dụng chân chính. Ví dụ như những vật dụng đó có được một cách chân chính là không trực tiếp hoặc gián tiếp làm tổn hại đến ai, như là không sát sinh. Mình không có trực tiếp sát sinh, mình không có gián tiếp sát sinh. Như là những cái người đang làm những cái nghề đánh bắt súc sinh, giết mổ súc sinh, hoặc là hàng ngày bắt súc sinh về làm vật thực, làm thực phẩm, làm thức ăn ấy. Thì đấy là tàn mạng, bởi vì mình đã vay cái mạng sống của chúng sinh khác để nuôi cái mạng sống này. Thì có vay thì phải có trả, có nghĩa là mình sẽ mắc nợ. Mình mắc nợ thì mình sẽ phải trả nợ. Cho nên trên con đường mà mình đi về tương lai, mình sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn, cái khổ đau do cái nghiệp bất thiện nó trổ quả. Thì không phải là do trộm cắp. Nếu mình trộm cắp thì mình cũng mắc nợ cái trộm cắp đấy. Sau này những cái quả bất thiện để nó trổ thì mình sẽ gặp rất nhiều những cái trái ngang. Đấy, không phải là do tà dâm, không phải do nói dối. Và đấy là những cái hành động trực tiếp gây ra, tạo ra những cái
những cái vật dụng hàng ngày thì nó là tà mạng, mà còn những cái hành động khác như là mình buôn bán, mình không trực tiếp sát sinh nhưng mà mình gián tiếp, hoặc là mình buôn bán những cái chất say nghiện, những chất độc vũ khí ấy, hoặc là mình buôn bán bất thiện, trốn thuế buôn lậu, và mình tạo ra những cái công cụ sát sinh như là chế tạo ra những cái lưới cho người ta đi đánh bắt ấy, những cái cung tên để cho người ta đi bắn, nói chung là chế tạo ra những cái công cụ để sát sinh cũng là, và mình sinh sống vào cái nghề đấy nó cũng là tà mạng. Mình tạo ra những cái vũ khí chất độc, những cái để cho người ta đi tàn sát nhau thì người đấy cũng là tà mạng. Hoặc mình không chế tạo nhưng mà mình lại là cái người đi buôn bán thì mình cũng tà mạng. Buôn bán là mình cũng gián tiếp vận chuyển cho hỗ trợ cho người ta tàn sát nhau thì những cái đấy cũng là tà mạng. Hoặc là những cái chất say nghiện này thì mình cũng làm cho người ta khổ đau, mà mình sống cái sự sung sướng của mình trên cái sự khổ đau của người khác thì đó nó cũng là tà mạng. Như thế nào là nuôi mạng chân chánh? Còn nếu như mà thì nuôi mạng chân chánh thì đó là mình có được những vật dụng đó từ những cái hành động thiện. Mình có đây là nuôi mạng không chân chánh. Không chân chánh là mình có những hành động đó từ những hành động bất thiện như sát sinh, trộm cắp, ăn dâm. Còn cái nuôi mạng chân chánh là mình có được những cái hành động đó từ những cái hành động mà không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Ở đây là nuôi mạng chân chánh, và nuôi mạng không chân chánh là do mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và buôn bán những chất say nghiện để tạo ra những cái vật dụng hàng ngày phục vụ cho cái cuộc sống hàng ngày, thì nó sẽ thành ra cái đời sống của tà mạng và nuôi mạng không chân chánh. Nhưng mà cái nội mạng thì nó khác giữa người xuất gia với người tại gia, nó có cái sự khác nhau, chứ không phải là người xuất gia thì nó có cái sự nuôi mạng khác và người tại gia có cái sự nuôi mạng khác. Nhưng người tại gia thì có thể làm những cái nghề nghiệp để làm ăn và mình sinh sống bằng cái nghề nghiệp đấy, nhưng người xuất gia thì là mình phải sống bằng đúng cái hạnh của cái người xuất gia. Những cái vật dụng có được là do những cái hạnh tu tập và có cái sự cúng dường của thí chủ thì nó mới là cái đời sống nuôi mạng chân chánh. Có những cái đời sống mà nó rất đơn giản nhất, như là cái chỗ ở đơn giản nhất trong những cái mà mình có thể kiếm được, dễ tìm kiếm nhất, không có nỗi nằm nhất, nó là ở đâu là dễ nhất, ai biết ở đâu là có cái chỗ ở nào mà dễ nhất là ở đâu. Gốc cây, nghĩa địa, ngoài trời, và cái hạnh chi túc ấy, hạnh chi túc cực độ nhất ấy. Ai mà sống bằng những cái hạnh này thì không bao giờ dính vào tà mạng hết. Như Đức Phật đi tu, Đức Phật ở gốc cây, thỉnh đạo lấy gốc cây. Khi mà sinh ra ở gốc cây, khi mà nhập niết bàn ở gốc cây, thành đạo gốc cây, hoặc là ở nghĩa địa, ở ngoài trời, ba cái hạnh của người tu hành đầu đà. Cho nên cái người tu hành đầu đà thì có được cái đời sống hoàn toàn thanh tịnh về cái sự nuôi mạng. Y phục đơn giản nhất là y phục gì? Cái y phục ấy, nó là mặc y phấn tạo, nhặt vải vải rác đấy. Thì đây thì không bao giờ có lỗi lầm, không bao giờ làm tổn hại đến ai cả. Cái y phục mà có thể chân chánh nhất, cái vật thực đơn giản nhất là gì? Là đi khất thực. Khất thực xin ăn là cái đời sống, tức có nghĩa là cái người này có sao dùng bệnh, không tham lam, không có tầm cầu, không ngon cái nạ gì hết. Dược phẩm đơn giản nhất là gì? Ai biết cái dược phẩm ấy? Thuốc
phúc mà đơn giản nhất là anh có. Mà hàng ngày toàn bỏ đi không này. Là cái gì? Nước gì? Nước uống á? Nước này cũng uống được nhưng mà không, rất ít người uống. Nước tiểu. Nước tiểu là một cái loại thuốc chữa bệnh. Nhưng mà cái này thì vẫn có nhiều nơi người ta dùng, như thời xưa các tỳ kheo thì hay dùng cái này. Nhưng mà thời xưa mà cái y dược nó chưa phát triển như bây giờ, cứ người có bệnh cứ uống nước tiểu là nó sẽ chóng khỏi nhất ta. Không biết bây giờ còn là có ai vậy. Lúc xưa ở bên trường thiền thì thấy nhiều người vẫn dùng cái này mà. Còn nước tiểu vỏ đen thì rất là một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Nước tiểu vỏ đen ấy, người ta ngâm cái quả gì mấy tháng sau uống và nó sẽ chữa trị được rất nhiều bệnh. Đây là cái, đây là trong kinh Đức Phật dạy bốn cái thứ mà chi tốt nhất ấy. Nước tiểu nuôi sống bằng những cái nghề như xem bói, xem tướng và xem ngày tốt xấu, thế lễ cúng bái thì là tránh mạng hay là tà mạng. Cái nghề này thì chắc chắn là tà mạng. Tà mạng những cái nghề đấy chị đem đến sự mê tín. Tại sao nó lại tà mạng? Bởi vì nó mang lại, nó không mang lại cái lợi ích gì hết. Người như xem bói, cái lúc người ta bị say sưa, nhưng mà thực ra nó không có lợi ích gì cả, chỉ khiến cho người ta mê tín và tà kiến thêm. Thì cái nghề đấy là không có phải là chân chánh, nên người nào sống bằng cái nghề đấy cũng là tà mạng. Mà cái người xem bói thì thấy người ta có chóng giàu, rất nhiều người sẽ để theo, rất nhiều người sẽ tin, thì người ta biết được cái chuyện quá khứ, biết được chuyện tương lai, và người ta phán sao thì sẽ làm y như vậy. Những người có niềm tin rồi thì người ta bảo sao làm y như thì hay phải ra những cái đàn lễ bái. Thì thường thường những cái thầy bói thì người ta cũng kiêm luôn thầy cúng, tại vì người ta bảo là mình khám mình chữa luôn mà. Bói ra ma rồi mình trị ma, cái bói cho nhau có ma tôi đến tôi bắt ma cho, không phải trả công tôi. Người xuất gia phải nuôi mạng như thế nào mới là trên mạng này? Người xuất gia thì có được đi ra đồng để trồng cái không? Có thấy người xuất gia là đi ra ngoài đồng trồng cái lúa đi buôn không? Hạnh sống của người xuất gia là thật thực. Người xuất gia thì cũng có đi ra đồng. Ví dụ như Đức Phật có một lần là đi khất thực đến cái chỗ một người Bản Nam Môn, trong này ông ấy đang phân phát thức ăn cho những người làm. Vì Đức Phật đến khất thực thì ông ấy bảo này Sa-môn, là sao ông không tự đi cày cấy mà ăn, tại sao ông lại cứ phải đi xin như vậy, chúng tôi cày cấy chúng tôi mới có cái ăn, thì ông cũng đi cày cấy mà ăn. Thì lúc ấy Đức Phật bảo ta cũng cày cấy, ta cũng là một người nông dân, ta cũng đang đi làm cái việc của người nông dân. Mà ông Bà Nam Môn hỏi thế, tôi không thấy cái cày, tôi không thấy con bò, tôi không thấy cái ách, vậy tại sao ngài nói là ngài đi cày? Thì Đức Phật mới bảo là ta cũng có hạt giống, ta cũng đi trồng cấy, thì hạt giống của ta là niềm tin, cái cày của ta tức là trí tuệ, cái con bò của ta tức là sự tinh tấn, và cái ách có nghĩa là cái sự giới hạnh. Vậy ta tu tập những cái công đức như vậy thì đấy cũng là cái sự thực hành hàng ngày của ta, đó cũng là cái công phu, đó là cái công việc hàng ngày của ta. Thì cái ông Bản Nam Môn ông ấy nghe thì ông ấy có niềm tin, ông bảo như vậy thì ngài cũng là một người lao động, ngài cũng là một cái người tạo ra được những cái đời sống đức hạnh và trí tuệ ở thế gian này, thì ngài xứng đáng được thọ nhận những cái vật thực cũng dạng cho Đức Phật. Thì cái đời sống xuất gia có nghĩa là đời sống, cái chánh mạng của người xuất gia có nghĩa là chánh mạng về khất thực, còn chánh mạng của người tại gia thì là chánh mạng về
cái sự làm mà không có làm hại mình mà không làm hại người. Nếu mà đi người đi xuất gia mà đi xin mà người ta không cho thì sao? Chứ không cho thì có sợ chết đói là phải đi làm ăn không? Chứ không cho đói thì sao? Thì phải đi chỗ khác xin. Đức Phật quy định là nếu mà mình mà đến một cái chỗ nào đấy đi khất thực ấy, thời Đức Phật là Đức Phật không có cho tích trữ vật thực ở trong nhà. Thì không được tích trữ hàng ngày đi khất thực, nhưng mà đến cái chỗ nào mà xin 3 ngày mà không được gì cả thì chuyển đi cũng khác. 3 ngày xin có nhiều chỗ thì người ta không có niềm tin vào mặt ngoại đạo không, đi khất thực người ta không cho, thì chỉ phải đi chỗ khác, phải di chuyển đến một cái chỗ khác để sống và vẫn phải duy trì cái đời sống khất thực xin ăn đấy. Chứ không được phép là đến đây không ở đây không cho rồi cũng phải đi làm ăn, cũng phải đi cày cấy thì nó sẽ mất cái hạnh của sa môn. Cái sa môn hạnh là cái hạnh buông xả hết, chứ không được sống như là một người thế tục. Nếu đã từ bỏ cái đời sống thế tục thì phải sống bằng cái hạnh sa môn, mà sa môn hạnh là phải sống như vậy, phải sống bằng cái đời sống khất thực như vậy. Thì bây giờ để mọi người tự mang các cái vật dụng đến cúng dường cho người xuất gia dùng thì tránh mạng hay tà mạng, thì vẫn là tránh mạng. Thì một là mình trực tiếp đi xin, hai là có người mang đến dâng cúng, thì hai cái phương pháp ấy nó đều là tránh mạng. Một là mình đi xin, hai là có người tự mang đến, đều là tránh mạng hết. Các Phật tử mời vị sa môn đến tụng kinh rồi cúng dường vật dụng thì mà cái vị họ thọ nhận thì là tránh mạng hay tà mạng? Có hay mời các thầy đến cúng đến tụng kinh không? Tụng kinh xong để có cúng phong bì không? Vậy thì là tránh mạng hay tà mạng? Cúng thì nó có hai cái pháp. Cho nên nếu mà một cái người mà tự nguyện cúng ấy, người Phật tử người ta tự nguyện dâng cúng ấy, thì nó vẫn là tránh mạng. Nhưng mà cái người Phật tử mới hỏi thầy đấy bao nhiêu để trả, thì nếu lúc đấy thì nó sẽ thành là tà mạng. Hoặc là trước cái lúc mà bị đó đi mời, bị đó hợp đồng trước ấy, thì cúng với con thầy đấy bao nhiêu thì con sẽ trả bao nhiêu. Thế nào cái chuyện đấy rồi thì có rất nhiều, phải không? Nhiều chuyện đấy. Một cái đàn cúng là bao nhiêu là phải có giá trước. Thì cái mà đã ra giá trước này thì nó thành tà mạng. Có nghĩa là vị sa môn có thể đi tụng kinh, một cái vị xuất gia đấy có thể đi tụng kinh, nhưng mà tụng kinh vì cái lòng từ bi tế độ, đi tụng kinh vì cái sự tế độ, vì cái sự là giáo hóa người khác, là vì cái để làm cho người khác tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái sự an lạc, thì vẫn có thể làm cái việc đấy được. Nếu như Phật tử mà mời đến nhà tụng kinh vẫn đến được. Nhưng mà nếu mà cái người Phật tử đến mời đến tụng kinh rồi cúng dường tứ sự, cúng dường tứ vật dụng thì cái điều đó cũng là cái lẽ đương nhiên. Nhưng mà nếu mà lại hỏi trước mà thầy lấy giá bao nhiêu thì nó sẽ thành buôn bán, buôn bán cái giáo pháp. Mà giáo pháp mà buôn bán thì nó là một cái điều bất thiện, nó là một pháp bất thiện, nó không có được làm chuyện đó. Cho nên là tụng kinh là không có được trả giá, không có được tính theo cái tính toán hay buôn bán, mà cũng dàng ít hay nhiều cũng quan trọng. Mà có cái nhà này cũng dàng ít lắm, mai mời ông đến chuyện đó thì có được không? Nhà này cũng dàng nhiều đó, mai mời là đến. Vì sao môn trồng cái để nuôi sống thì tránh mạng hay tà mạng? Chẳng tự trồng cái nhưng mà ăn thì sao? Thì trong luật Đức Phật không cho tỳ kheo trồng cấy, thì trong luật đấy là trong giới luật đấy, Đức Phật không cho cuốc đất, không cho trồng cây, không cho đục đến hạt giống, không cái vị tỳ kheo là không được rút cây, không được đào hố, không được đào đất gì hết. Dẫm đạp lên cỏ cây cũng là có lỗi rồi, đụng chạm lên đất là chết luôn, chết những con côn trùng là không có được. Vậy cho nên cái này là Đức Phật không cho, là không được trồng cây. Người tại gia nên sống bằng nghề trồng cây thì tránh hay tà mạng? Tuy nhiên không trồng cây thì gì mà ăn hả? Trồng cây chẳng lẽ cũng đi ăn xin à? Ai đi ăn xin hết thì ai xin ai hả?
Vị sa môn tự làm ra sản phẩm bán lấy tiền nuôi sống để tránh mạng hay tà mạng? Đương nhiên là tà mạng rồi, vì Đức Phật không cho buôn bán mà. Người tại gia kiếm sống bằng buôn bán thì tránh hay tà? Buôn bán chân chính thì mới tránh, còn buôn bán mà bất chính thì nó vẫn là tà. Mình thì một là mình trồng cấy, hai là chăn nuôi, ba là đi buôn bán hoặc là đi làm cái công việc gì đó. Ai mỗi người phải có một cái công việc, những công việc của mình, cái công việc ấy nó liên quan đến đến cái nghiệp, cái nghề nó cũng là cái nghiệp. Tránh hay là nó mang cái tà, nó cũng mình cái đời sống hiện tại và tương lai của mình nó cũng tùy thuộc vào cái nghề nghiệp mà mình đang làm. Như thế nào là buôn bán chân chính? Không buôn bán hàng giả. Có ai buôn bán hàng giả không? Không buôn bán chất độc hại, không buôn bán chất say nghiện, không buôn bán người và súc sinh, không mua bán vũ khí sát sinh và mua bán những thứ không có hại, thì nó là chánh mạng. Tức là mình phải mua bán những cái hàng thật chứ, như những người mà làm giả, hàng nhái, những cái hàng mà nó có chất độc. Nhưng mà bụng như cái người mà buôn bán thuốc sâu thì tránh mạng hay tà mạng? Sâu, nhờ có thuốc sâu mà người ta mới được mùa cơm, mới được mùa đi sản. Vẫn tà mạng, vẫn là sát hại bao nhiêu là sinh linh. Người đấy vẫn là gián tiếp sát sinh. Thế là buôn bán như đấy nó vẫn gián tiếp buôn bán thuốc chuột, buôn bán thuốc độc. Vẫn là sát sinh, chất sanh nghiện như thế. Thế nào là buôn bán bất chính? Ngược lại với tránh thì là bất tránh. Bất tránh thì là ngược lại. Mình sẽ tự hiểu. Người tại gia sống bằng nghề trồng cấy nhưng phải dùng thuốc diệt, thuốc độc để diệt trừ các loài gây hại thì phải tránh hay là tà? Có ai mà trồng cấy mà mình không có diệt sâu, diệt chuột không? Có ai mà trồng cấy mà mình bỏ qua được cái này không? Bỏ qua được cái này thì sẽ mất mùa. Trong cái hôm đấy thì không có thu hoạch thì biết làm sao? Trong cái thì không có lỗi nhưng mà đã sát sinh thì vẫn để lại cái nghiệp bất thiện và vẫn phải chịu cái quả báo. Nhưng mà cái nghiệp này nó cũng là một cái nghiệp bất thiện chứ không phải là không có nghiệp, nhưng mà cái nghiệp này nó nhẹ, nó không đáng kể. Trong cuộc sống mình không thể nào mà hoàn thiện hết được, sinh ra cái cõi người thì mình phải chấp nhận. Có những lúc thì mình vẫn muốn sống đời sống hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc thì phải đi xuất gia. Còn ở tại gia thì mình vẫn phải chấp nhận, cố gắng làm việc thiện và cố gắng hạn chế những việc bất thiện. Còn mình nói là tuyệt đối tránh được hết việc bất thiện thì rất là khó. Nó vẫn có một chút bất thiện. Chút bất thiện nó vẫn để lại một chút quả báo. Sau này mình gặp một chút vấn đề về sức khỏe, thỉnh thoảng mình cũng bị sốt, mình cũng có bệnh tật, cũng bị cảm cúm nhức đầu, đấy cũng là cái nghiệp đấy. Nó cũng là những cái nghiệp bất thiện do những cái hành động tội lỗi nhỏ nhỏ của mình tạo ấy. Cho nên biết non để lại cái quả báo như vậy thì mình phải chấp nhận thôi. Trong công việc thì nó vẫn có những cái nghiệp bất thiện nhỏ, nhưng mà nó vẫn có những cái thiện nghiệp và có những bất thiện nghiệp. Người tại gia chăn nuôi gia súc rồi mang lại bán để lấy tiền sinh sống thì tránh mạng hay tà mạng? Có ai chăn nuôi không? Chăn nuôi lượng gà lớn lên thì phải mang đi bán chứ, chẳng lẽ để làm, chẳng lẽ nuôi còn không bán à? Chăn nuôi thì bán à, suốt chuồng. Bán lấy tiền sống. Vậy thì lúc đấy là, vậy thì mình sống bằng cái tiền mà mình bán những cái con vật đấy là tránh mạng hay tà mạng? Tà mạng hả? Tà mạng thì không ai dám chăn nuôi nữa. Lúc chăn nuôi thì mình chăm sóc nó thì là thiện nghiệp ha. Chăm sóc nó, vỗ về nó.
Nhưng mà khi mình mang đi bán cho người khác giết mổ thì mình sẽ mắc vào cái cộng nghiệp sát sinh ấy. Nhưng mà nếu mà mình bán cái con nhỏ để cho người ta nuôi thì có được không? Thì mình sẽ không bị cộng nghiệp sát sinh. Nếu mình nuôi những con nhỏ nhỏ mình lại mang bán cái con giống ấy. Bán cái con giống thì mình không bị cộng nghiệp sát sinh. Còn nếu mà mình mà nuôi cho nó lớn thành cái con nó béo mầm cho người ta giết thịt ấy, thì mình sẽ bị cộng cái nghiệp sát sinh ấy. Thì mình sẽ bị tà mạng. Phải mai nuôi cái gì, nuôi nhỏ nhỏ ấy. Nuôi con nhỏ bán cho người ta nuôi tiếp. Vậy là mình sẽ nách được cái nguồn, nách được cái nghiệp này. Không có thì cộng vào cái nghiệp sát sinh thì nó cũng thành tà mạng. Làm cán bộ sống bằng tiền lương thì tránh mạng hay tà mạng? Cán bộ thì phải sống bằng tiền lương chứ sống bằng gì? Cán bộ mà công an hối lộ thì mình tránh mạng ha. Mình sống bằng cái tiền mà do người ta đút rót ấy, hoặc là do mình bớt xé được cái khoản nào đấy, thì lúc đấy nó sẽ thành ra tà mạng. Vậy làm cái nghiệp gì nó cũng thế, cái tâm của mình tránh thì nó tránh, cái tâm mình tà là nó cũng thành tà. Cái hành động của mình, cái hành động tránh ấy, thì nó tránh. Còn cái hành động của mình mà bất thiện thì nó cũng là tà. Mà bất cứ cái nghề nghiệp gì thì nó cũng thế, chẳng có nghề gì mà nó tránh được hai mặt này. Mà nghề thầy thuốc thì tránh mạng hay tà mạng? Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền. Sao người tà được chứ? Không lừa dối bệnh nhân thì tránh, lừa dối bệnh nhân thì lấy thêm tiền thì là tà. Nhưng người ta không có bệnh thì cứ nói dối là bệnh nặng lắm, không chữa thì chết. Không có, đụng vào cái bát mạch là huy được nhiều bệnh lắm. Bệnh này không chữa thì đến giai đoạn cuối này. Dọa vậy, bệnh nhân có sợ không? Sợ quá chứ. Nói đến cái sức khỏe của mình, ai mà chẳng sợ no. Nếu với bệnh nhân thì lấy tiền thì là tà. Còn nếu mà làm cái thuốc chân tránh thì là tránh mạng. Sinh sống bằng nghề giáo viên thì tránh mạng hay tà mạng? Mày có ai làm giáo viên không? Sống bằng tiền lương giáo viên thì ít ỏi thôi mà. Giáo viên thì đâu có giàu được nghèo mà. Nhưng mà giảng dạy những cái điều có lợi thì mới là tránh. Còn nếu mà giảng dạy những cái điều mà không có lợi thì nó vẫn là tà. Những cái pháp mà nó không có lợi ấy chứ. Giảng dạy những cái pháp, những cái chuyện mà nó không có cái ích lợi gì, mấy cái chuyện mà chỉ có hơn thua, ganh ghét, thù hận nhau, gieo rắc vào tâm người ta cái tâm tham ái, cái tâm dính mắc này, là cái tâm tà kiến, cái tâm thù hận. Giống như cái chuyện chi phèo thịt nở ấy, học có được cái tích sự gì không? Mà sao nó nổi tiếng không? Học cái chuyện đấy người ta có mở mang ra được cái đạo đức, cái trí tuệ gì không? Hay là người ta chỉ bắt trước cái thói hư tật xấu ấy? Thế mà giảng dạy có những cái điều mà có thể làm cho người ta trở thành người tốt, cũng có thể có những cái pháp học mà khiến cho người ta xấu xa đi, thì cái đó cũng là tà. Sinh sống bằng tiền lương công nhân thì tránh mạng hay tà mạng? Nên nhiều người làm công nhân mà thì tránh mạng hay tà. Nếu mà làm ra những cái sản phẩm mà có không có tổn hại thì nó là tránh, còn làm ra những sản phẩm có hại thì nó vẫn là tà mạng. Nhưng mình làm công nhân, mình làm ở trong những cái công ty mà nó cứ chế tạo ra những cái dụng cụ sát sinh, chất say nghiện thì mình cũng gián tiếp làm những cái việc bất thiện, mình vẫn là tà mạng. Còn mình làm ra những cái sản phẩm tốt nhưng thì không sao, thì vẫn là tránh mạng. Sinh sống bằng nghề nghệ thuật như diễn viên, ca sĩ, nhạc công để tránh mạng hay tà mạng? Hay có ai làm diễn viên không, nhạc sĩ, ca sĩ không? Cái nghề này thì sao? Được mọi người yêu quý vậy mà. Nắm nghề này nổi tiếng nhanh nhất đấy. Nhiều người thần tượng. Trái nhẹ tà. Mà không có những cái người đấy thì mình lấy cái gì mà xem các phim chưa đấy.
sao? Tại sao mà mấy cái nghề đấy người ta nổi tiếng như vậy, được mọi người yêu quý như vậy, mình nói là tà ma họ nghe đấy, họ đến đấy. Họ kéo đến đây, họ xử lý thì sao? Sao dám nói chúng tôi là tà? Vì nó khiến cho nhiều người sinh cái tâm bất thiện, tham ái, sân hận, tà kiến, rối loạn, mông lung, phóng dật, ảo tưởng. Mấy người, xem phim nó có tăng cái tâm này không? Nó có tăng cái trí tuệ, đức hạnh không? Hay nó chỉ tăng mấy cái tham ái, sân hận, tà kiến này? Ngay từ thời Đức Phật cũng thế, cũng có những cái vị làm những cái nghề nhạc công, ca cái múa kịch như vậy. Đến gặp Đức Phật mà các vị cũng hỏi là con làm cái nghề này thì sinh chú của con tương lai sẽ như thế nào? Thì Đức Phật, lúc đầu thì Đức Phật không có trả lời, Đức Phật im lặng, nhưng vị đó nói đến lần thứ hai, và hỏi đến lần thứ ba thì Đức Phật mới nói. Người ta đã muốn né tránh câu hỏi đấy, nhưng vì người hỏi quá ta phải trả lời. Là khi mà người giết như vậy thì sẽ làm cho người ta thêm cái tâm du dương, thêm những cái nghi mà người múa hát thì làm cho người ta thêm cái tâm du dương, thêm cái tâm phóng dật, làm cho người ta thêm cái tăng ái, cái tham ái, sân hận nó tăng trưởng. Vậy thì người là những cái người đang làm tăng trưởng những cái bất thiện pháp này, những cái người làm tăng trưởng cái bất thiện pháp của thế gian, thì làm tăng trưởng cái tâm bất thiện của rất nhiều người, của đông đảo mọi người. Cho nên khi chết sẽ phải vào cái loại địa ngục, cái loại địa ngục mà trong đấy chịu hành hạ mà giống như là đang múa hát ấy, chịu ăn đòn ăn đánh, nhưng mà trong ở ngoài vào giống như người đó đang diễn các cái vai ở trên sân khấu, nhưng mà bị hành hạ trong những cái địa ngục này. Và phần lớn những cái người mà làm cái nghề này thì vào địa ngục. Anh có thi trường gì nhưng mà tránh cái trường này thôi. Sinh sống bằng nghề chơi các môn thể thao thì tránh mạng hay đà mạng? Phải không? Thể thao bây giờ mà chẳng nắm tiền là những người nổi tiếng ấy, nổi tiếng được tung hô khắp nơi, nổi tiếng thế giới. Bạn đây có ai là cái người thích xem thể thao, nghiện thể thao, thần tượng các cái thần tượng những cái người mà chơi thể thao giỏi, nổi tiếng nhanh lắm. Thể thao mà chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe thì nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà thể thao mà để tranh giành hơn thua, thể thao mà có cái sự tranh giành, chiến đấu, nên chiến đấu thì nó có cái hơn thua đấy. Bên nào thắng thì sao? Bên nào thắng thì người ta ra đường, người ta đổ xô ra đường, người ta ăn mừng ấy, hò hét na ó ầm ĩ. Mà cái lúc người ta hò hét đấy là người ta là có cái tâm gì? Cái lúc mà người ta đổ xô ra đường, người ta hò hét ấy, thì người ta cười đến tâm gì? Tâm thiện hay tâm bất thiện? Tâm hoan hỷ mà. Mà cái hỷ đấy nó đi kèm với cái gì? Nó đi kèm với cái tâm tham ngã mạn này. Ta hơn người, ta đã chiến thắng. Nhưng mà còn những người thua thì làm sao? Thì về nhà đập phá, ấm ức, buồn rầu, khóc ầm ĩ. Thì cái tâm ấy là tâm gì? Tâm sầu bi, yêu não. Nó là tâm sân, tâm uất hận, tâm muốn phục thù. Thì hai cái tâm này là thiện hay bất thiện? Cả hai đều bất thiện. Ai làm cho người ta bất thiện? Mấy cái người thể thao này. Tôi tránh con nói mấy cái này ăn đòn chết đấy. Đúng chạm quá rồi này. Nằm như thầy bói nữa. Lúc này nữa là tránh đi. Thầy bói thầy cũng đi tránh hay tà? Đương nhiên là cả rồi. Những nghề này khiến cho nhiều người bị mê tín tà kiến, trở thành cuồng tín dị đoan. Không đúng nữa, không đúng chạm đến thầy nào hết nữa. Nếu xem mà đúng thì sao? Người ta xem đúng thì sao? Xem đúng thì cũng không có lợi ích gì, vì mọi chuyện vẫn diễn ra một cách tự nhiên theo luật nhân quả đó. Thì cũng xem đúng tương lai, xem đúng quá khứ là cái đã qua rồi. Chẳng cần nói tôi cũng nhớ lại được mà. Còn tương lai là cái nó sẽ đến, chẳng cần phán trước nó cũng vẫn đến, chẳng cần biết trước nó vẫn đến, nó vẫn xảy ra như vậy, nó vẫn diễn ra như thế. Ví dụ như bây giờ mình có một cái tin báo bão nó đến, mình biết trước thì mình có thể phòng tránh, nhưng mà cái cơn bão nó có về không? Nó vẫn về. Cái nghiệp nó mà sắp trổ quả thì
nó vẫn ra quả, nhưng mình không biết trước thì nó vẫn trổ quả. Nên là mình biết trước thì nó cũng thế. Có người nào sống tàm mạng mà khi chết được sinh thiên giới không? Có người nào sống tàm mạng mà được sinh làm chư thiên ở cõi trời hưởng phước vô biên không? Có ai? Đức Phật từng quan sát trong 91 đại kiếp mới có duy nhất được một người tàn mạng mà sinh thiên. Vì cái vị đó thường hay thuyết giảng giáo lý về nghiệp. Đấy, trong có một cái bài kinh đấy, có một cái vị ngoại đạo đến hỏi Đức Phật là thế những cái người sống tàn mạng có vị nào sinh thiên không? Thì Đức Phật mà ta quan sát trong 91 đại kiếp mới có duy nhất một người tàn mạng ngoại đạo. Ngoại đạo tàn mạng này. Tức là người này cũng là theo tà đạo, tức là cái vị này cũng là những người sống ngoại đạo tà kiến, suốt đời sống ở nghề tà mạng, nhưng mà vị đó vẫn sinh thiên. Bởi vì sao? Vì vị đó luôn luôn giảng những cái pháp về nghiệp. Ví dụ người ta, cái vị đó giảng luôn luôn dạy người ta làm việc thiện, nhưng mà vị đó thì lại bản thân vị đó thì sống không có thiện, nhưng mà lại dạy được rất nhiều người làm thiện. Chính cái lúc mà vị đó giảng dạy những cái pháp thiện đấy và lúc chết nó bắt vào cái nghiệp đang giảng pháp thiện đấy, giảng những cái nghiệp về thiện và bất thiện đấy, và vì đó được sinh thiên nhờ cái công đức của cái mà giác ngộ trong người ta, cái có cái tâm, cái người mà giảng về giáo lý về nghiệp này là cái người đã có chánh kiến hay tà kiến, người đó phải có chánh kiến thì mới giảng được nghiệp và quả của nghiệp. Vì đó có chánh kiến nhưng mà vì đó lại vẫn sống tà mạng. Nhưng mà đến lúc chết thì cái nghiệp chánh kiến nó rất là mạnh. Vậy thì bây giờ có những cái người, người ta sống tà mạng nhưng người ta có chánh kiến mạnh, người ta sẽ sinh thiên. Ví dụ bây giờ có những người, người ta làm những cái nghề như là ở biển người ta đi đánh cá, thì người ta là cái nghề tà mạng nào. Người ta sống bằng cái nghề trái lưới thì suốt đời người ta phải đi đánh bắt rồi. Nhưng mà cái người đấy thường xuyên đi chùa nghe pháp, và những cái người không đi chùa nghe pháp thì sinh thú của hai người đấy sẽ khác nhau nè. Cái người mà thường xuyên đi chùa nghe pháp đến lúc chết, cái tâm của người ta bắt về những cái bài pháp ấy, người ta sẽ sinh thiên được. Nên vậy thì cái người này có tà mạn nhưng vẫn sinh thiên nhờ cái gì nó hỗ trợ, nhờ chánh kiến nó hỗ trợ, nhờ có chánh kiến nó hỗ trợ. Còn những cái người khác sống tà mạn nhưng không có chánh kiến thì đoạn là chắc chắn. Vậy cho nên những người, những cái tà mạng là không, rất ít người tránh được cái tà mạng. Rất là nhiều người có tà mạng nhưng mà có cái chánh kiến mạnh nó hỗ trợ cho cái cận tử nghiệp, có thể vị đó sẽ vẫn sinh được về cái cõi này được. Có người sống tà mạng nhưng cuộc sống của họ vẫn ăn vui sung túc là làm sao? Sao thấy cái người ấy, người ta làm việc bất thiện là sao người ta lại giàu có, cho nên làm cho người khác cũng phải muốn chạy theo. Như cái người mà người ta đi buôn ma túy, người ta chóng giàu, sống tà mạng này, người ta chóng giàu vậy, người ta chăn nuôi, người ta đánh bắt này. Tại vì cái nghiệp nó chưa chủ quả, nghiệp nó chín mùi, nó trổ quả thì người đó sẽ gặp bất hạnh, giống như họ đã tạo ra sự bất hạnh cho những chúng sinh khác. Tà mạng có nghĩa là cái người đó tạo ra sự bất hạnh cho chúng sinh khác, bằng mình nuôi lên cái mạng sống của mình bằng sự đau khổ của những chúng sinh khác, thì khi nó trổ quả thì mình cũng chịu với sự bất hạnh khổ đau như vậy. Muốn sống tránh mạng trong sạch nhất thì nên làm cái gì để sinh sống? Nếu là sa môn thì sống khất thực là thanh tịnh nhất, còn nếu là cư sĩ thì sống bằng cái nghề mà không làm khổ mình, không khổ người, không làm khổ cả hai, đó là thanh tịnh nhất. Nhưng mà làm cái nghề gì mình phải xem là cái nghề này có làm hại cho ai không, có làm khổ ai không, có làm khổ của chúng sinh nào không. Nếu như cái việc làm đấy nó không có làm khổ ai, không có làm hại cho ai, thì mình sống bằng cái nghề đấy thì là tránh mạng. Còn nếu như cái nghề đấy mình biết là có trực tiếp hoặc gián tiếp làm khổ
chúng sinh khác thì đó là tà mạn. Một người tại gia mà nuôi mạng sống bằng khất thực thì có tránh mạng không? Người tại gia đi xin ra thì sao? Thì tránh mạng hay tà mạn? Những người cái mạng ấy, để hỏi mấy người cái mạng có tránh mạng hay tà mạn? Nếu cái sống đời, nếu mà cái người tại gia người ta sống đời phạm hạnh ấy, như một vị sa môn thực hành và chứng đắc được thiền thì người ta vẫn là cái ruộng phước điền cho những người thí chủ mà. Những cái người tại gia mà có giới đức, có giới đức mà ai mà bố thí cho người đó thì người ta vẫn được những cái công đức. Những người mà bố thí cho những người đó vẫn được công đức, người ta sống cái đời phạm hạnh. Ví dụ người đó vì người ta tại gia nhưng mà người ta cũng tu tập ấy, người ta cũng hành thiền giới định tuệ, người ta chứng đắc được các pháp thượng nhân thì ai mà bố thí cho họ thì vẫn có công đức. Nhưng mà đi xin về để sống cho sung sướng thì nó tàn tàn mà. Khi còn tại gia mình làm ăn tích lũy một số tài sản rồi, khi đi xuất gia tự nuôi sống bằng những tài sản đó thì có tránh mạng không? Ví dụ bây giờ mình chưa đi tu mình tích lũy mà mình chờ đến lúc đi tu rồi mình tự sản tự tiêu, tự dùng cái tài sản của mình ấy, thì có được không? Tránh mạng không? Sống thế này thì khỏi phải đi xin mà khỏi phải dựa vào ai, tự mình lo cho mình. Khi xuất ra phải buông xả hết, không được tích lũy. Dù mình có bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà khi đi xuất ra là phải buông hết, không được tích lũy trước. Cái thời Đức Phật cũng có những vị tỳ kheo như vậy, nhưng mà cái lúc này, cái ông này cũng là người giàu có và ông ấy cho người xây một cái tích tháp rất là lớn và làm như cái kiểu làm cái kho tàng chứa đầy đủ các cái vật dụng ở trong đấy, rồi ông mới đi xuất gia, rồi ông về cái nhà đấy ông mới sinh sống. Nhưng mà khi mọi người biết cái chuyện đấy trình lên Đức Phật thì Đức Phật bắt xả hết, không được sử dụng, không được tích lũy những cái vật chất để tự nuôi sống như vậy, là phải buông xả. Khi đi xuất gia là bằng nhau hết, giàu có nghèo có như nhau, không ai hơn ai kém cả. Hàng ngày có người thân quyến đến cung cấp vật dụng cho người xuất gia thì có được không? Nhưng mình mà đi xuất gia thì bảo là bây giờ buông xả hết, nhưng mà có những người thân bảo cho cứ yên tâm đi xuất gia thì hàng ngày tôi cung cấp cho, không phải lo gì hết. Thiếu cái gì cứ về bảo tôi cung cấp cho, thì có được không? Tránh mạng hay tà mạng? Thì được, nếu mà có người thân mà ấy cho mình như hộ độ là được, có người thân hộ độ thì được. Nếu thiếu chứ gì thì người xuất gia vẫn được phép xin người thân, và người thân có thể là cái người hộ độ được, bất người thân hay người không thân, nhưng bất cứ ai mà có cái tâm hộ độ thì người đó được. Cái người đó không có được dùng những cái tài sản mà mình đã làm ra trước kia thì mình phải xả đi, xả hết cho người thân, ai người thân hộ độ đấy. Cái điều đó vẫn là được, nhưng mà mình không được phép là gửi, không ạ, đây nhà tôi gửi nhá, tôi gửi mai mốt tôi đi xuất gia rồi hàng ngày mang cung cấp cho tôi nhá, thì lại không được. Nhưng mà đây là tôi xả để tôi đi xuất gia, nhưng mà cái người thân ấy mà ôi xả cho tôi là của tôi mà sống chết kệ ông ấy, thì mình cũng vẫn không phép đòi lại, vẫn không được phép đòi. Coi như đi xuất gia là xong, người ta có cung cấp lại hay không cung cấp cũng sao. Ngày xưa có một tí hai anh em của một cái nhà này rất là giàu có, thì khi người cha mất thì để lại một cái lượng tài sản rất là lớn, không có hai người con trai, thế là người anh thì mình để lại hết cho người em và đi xuất gia. Người em thì lập gia đình và người em thì lấy được cô vợ về để cô biết là ông anh trai này ông đi xuất gia, nhưng mà cô rất là no,
Một ngày nào đó ông già đi ông về thì ông lại lấy lại tài sản, thì tốt nhất là thủ tiêu ông đi. Mà cô này có vào cho thuê người đi truy sát vào trong rừng bắt và giết ông ấy. Và đến khi mà cái vị tỳ kheo này mới gặp những cái bọn cướp, thì hỏi tại sao muốn tìm ra mà ta được thuê để giết ông, để được trả cộng. Thì là cái vị tỳ kheo mà cho ta xin sống lại một đêm thôi để ta hành thiền, vì ta tu bây giờ nó chưa đắc đạo. Nên mà bây giờ để cho ông sống thì đêm nay ông trốn mất thì sao, không tin. Thì vị tỳ kheo nó phải dùng đá đập gãy cái chân của mình đi. Mà đây ta bây giờ ông tàn phế rồi, không thể chạy được nữa, nên để cho ta sống. Thì cái lúc đấy thì bọn cướp nó mới để cho sống. Và cái vị đó hành thiền một đêm, đêm đấy nó chứng được quả A-la-hán luôn. Đấy, chứng quả A-la-hán nó chết luôn. Có cái sự gấp rút như vậy đến cái chết nó đến nơi rồi thì tu rất là nhanh. Tại vì cái người xuất gia vậy, nếu mà mình mà còn nghĩ là ta còn có cái tài sản, còn có cái chỗ nương tựa, thì cái tâm nó bị phân tán. Và nếu mình tu không được, mình quay về vẫn còn đầy tài sản, mình còn gửi gắm người này chỗ kia mà no gì. Thì cái tâm nó không có toàn tâm toàn ý. Còn nếu mà mình đi một cái nào đã buông hết rồi, không còn chỗ nào bám víu vơ vơ nữa, không còn bám víu vào đâu được nữa, nó trở thành chỗ nó chỉ còn một con đường, là một là tu giải thoát, hai là mình sẽ là một cái người vơ vơ trắng tay. Cho nên nó chỉ còn một đường đi chứ không có đường trở lại nữa. Vậy thì tu nó mới quyết chí, nó mới đắc đạo. Người xuất gia có được coi vợ hoặc chồng là người thân quyến không? Bây giờ đi gửi tài sản vợ hoặc gửi tài sản chồng, ví dụ vợ đi xuất gia gửi tài sản chồng, lúc nào cần cái gì để cung cấp cho tôi, hoặc chồng đi xuất gia gửi vợ, mà khi nào tôi về để cung cấp cho